Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài, đến đổi kẻ ác cũng vậy, để dành cho Ngài tai họa. Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt. Nhờ sự nhân từ và chân thật, tội lỗi được chuộc, và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta xây bỏ điều ác. Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Thà ít của mà có sự công bình, hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo. Lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Lời của Chúa ở môi vua, miệng người sẽ không sai lầm khi xét đoán. Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va. Các trái cân trong bao là công việc của Ngài. Làm gian ác ấy là điều gớm ghiếc cho vua Chúa, vì nhờ công bình ngôi nước được lập vững bền. Môi miệng người công bình là sự vui vẻ cho các vua, họ ưa mến kẻ nói ngay thẳng. Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết, nhưng người khôn ngoan làm cho nó nguôi đi. Nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống, ân điển người khác nào áng mây dẫn mưa muộn. Được sự khôn ngoan thật quý hơn vàng ròng biết mấy, được thông sáng đáng chuộng hơn bạc biết bao. Đạo của người ngay thẳng ấy là lìa bỏ sự ác. Ai canh giữ tính nết mình, giữ lấy linh hồn mình. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Thà khiêm nhường mà ở với người nhu mì, còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Ai có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng, lời dịu dàng gia thêm sự tri thức. Người có được thông sáng tức có được nguồn sự sống, nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội ấy là sự sửa phạt của nó. Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình và thêm sự học thức nơi môi của mình. Lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết. Sự biết đói của kẻ lao khổ giúp làm việc cho người, bởi vì miệng người thúc giục người. Thằng điếm toan mưu hại người ta, và trên môi nó có như ngọn lửa hừng. Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, và kẻ thèo léo phân rẽ những bạn thiết cốt. Kẻ cường bạo quyến dụ bậu bạn mình, và dẫn người vào con đường không tốt. Kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu điều gian tà, và kẻ nào bặm môi mình đều làm thành việc ác. Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển, miễn là thấy ở trong đường công bình. Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Người ta bẻ thăm trong vạt áo, song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Chương 17.
thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. Tôi tớ khôn sáng sẽ quản trị con trai làm xấu hổ và được hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em. Nồi giót để luyện bạc, lò để luyện vàng, nhưng Đức Giê-hô-va thử lòng của loài người. Kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác, kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm. Ai nhạo báng người bần cùng, sỉ nhục đấng tạo hóa mình. Ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt. Mão triều thiên của ông già ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái ấy là ông cha. Lời tốt lành không xứng với kẻ ngu, môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vua chúa thay. Của hối lộ giống như viên ngọc quý trước mặt ai được nó, dầu nó xây trở phía nào cũng được may mắn. Kẻ nào lấp giấu tội lỗi, tìm cầu điều tình ái, còn ai nhắc lặp lại điều gì, chia rẽ bạn bậu thiết cốt. Lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội. Kẻ gian ác chỉ tìm điều phản nghịch, vì vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hãm đánh nó. Thà người ta gặp gấu cái bị cướp con hơn là gặp kẻ ngây dại theo điên cuồng nó. Tai họa không hề lìa khỏi nhà của kẻ lấy ác trả thiện. Khởi đầu tranh cãnh ấy như người ta mở đường nước chảy, vậy khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn. Ai xưng kẻ ác là công bình và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, thế thì bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi? Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Kẻ ngu muội giao tay chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cận mình. Ai ưa tranh cạnh, ưa tội lỗi, ai xây cất cửa mình cao, kiếm điều hư sập. Kẻ nào có lòng vạy vò, không tìm được phước hạnh, và ai có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai hại. Ai sinh con ngu muội ắt sẽ có buồn rầu, còn cha của kẻ ngây dại chẳng được vui vẻ. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Người gian ác lãnh nhẹm của hối lộ, đặng làm sai lệch các lối xét đoán. Có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng, song con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa cực. Con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha và một sự cay đắng cho mẹ đã sinh đẻ nó. Lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công bình, hay là đánh người tước vị vì cớ lòng ngay thẳng của họ. Người nào kiêng lời nói mình có tri thức, còn người có tính ôn hàn là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan, còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng. Chương 18. Kẻ nào ở riêng cách, tìm điều chính mình ưa thích, nó cãi cọ với những sự khôn ngoan thật. Kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng, nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra. Khi kẻ gian ác đến, sự khinh bỉ cũng đến nữa, và sự sỉ nhục đến với điều nhút nha. Lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu, nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy. Lấy làm chẳng tốt mà nể vì kẻ ác, đặng lường gạt người công bình trong việc xét đoán. Môi kẻ ngu muội vào cuộc tranh cạnh, và miệng nó chiều sự đánh đập. Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó, môi nó vốn một cái bẫy gài linh hồn của nó. Lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, và nó thấu đến ruột gan. Kẻ thả trôi trong công việc mình,
cũng là anh em của kẻ phá hại. Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố, kẻ công bình chạy đến đó gặp được nơi ẩn trú cao. Tài vật người giàu, ấy là cái thành kiên cố của người. Trong ý tưởng, người cho nó như một bức tường cao. Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao, song sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. Tâm thần người nâng đỡ sự bệnh hoạn mình, nhưng trí bị nao sờn, ai chịu sao nổi. Lòng người khôn khéo được sự tri thức, và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết. Của lễ của người nào dẹp đường cho người và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng. Người tiên cáo nghe như phải lẽ, song bên đằng kia đến bèn tra xét người. Sự bắt thăm dẹp điều tranh tụng và phân rẽ những kẻ có quyền thế. Một anh em bị mít lòng, lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Sự tranh giành giường ấy khác nào những chốt cửa đền. Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình, huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. Người nghèo dùng lời cầu xin, còn kẻ giàu đáp lại cách sẵn sớm. Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một bạn chiếu mến hơn anh em ruột. Thi Thiên 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả dế nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhưng vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi vì những chứng dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã dấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Chương 8. Sao-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. Dầu vậy, có mấy người tin kính, chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sao-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Vậy
những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ, trong thành đó có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhưng đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ, thảy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp têm. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho, vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Bây giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng, hãy chờ dậy, đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ. Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ethiopi làm quan hầu của Candác, nữ vương nước Ethiopi, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng, hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopi đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng, ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng, nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe, ngồi kề bên. Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này. Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ, thì sự đoán xét người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Hoạn quan cất tiếng nói cùng Philip rằng, tôi xin hỏi ông, Đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giê-xu cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng, này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp têm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. Hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành A-sốt. Từ đó, người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Chương 9.
Bây giờ, Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mắt, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sao-lơ đang đi đường gần đến thành Đa Mắt, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sao-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó trong 3 ngày, chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Và tại Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania. Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người Tạc Sơ, ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào, đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta là sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sao-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu phép báp têm. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Sao-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa Mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Sao-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa Mách mà nói rõ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sao-lơ. Nhưng có người báo tin cho Sao-lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sao-lơ. Song lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Sao-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Giê-xu tại thành Đa Mách. Từ đó, Sao-lơ tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạng dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenist, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạc Sơ. Ấy vậy, hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa. Lại nhờ Đức Thánh Linh vùi giúp thì số của hội được thêm lên.
Và Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Lida. Tại đó, Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-e-rơ nói với người rằng: "Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-xu Christ chữa cho ngươi được lành. Hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi." Tức thì người vùng chờ dậy. Hết thảy dân ở Lida và Sa-rôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-e-rơ đang ở tại Lida gần thành Giốp-bê, bèn sai hai người đi mời người đến, chớ chậm trễ. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao. Hết thảy các đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và dơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài. Lúc Đô-ca còn sống ở với mình, đã may cho. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện, đoạn xây lại với xác mà rằng: "Hỡi Tabitha, hãy chờ dậy." Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra, đỡ cho đứng dậy. Đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà quá đến, cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giốp-bê, nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-e-rơ ở lại thành Giốp-bê nhiều ngày, tại nhà người thợ thuộc gia, tên là Simon. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.